Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hưng Yên triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 3 xã của huyện Thao Thủy, tỉnh Nam Định. Bắc Ninh thu nội địa chiếm gần 71,1% tổng thu, đạt 82,9%. Bộ Y tế vừa có thông báo thu hồi 11 loại thuốc có nguy cơ gây ung thư. Mở đầu chương trình là những tin tức trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bà con nông dân trồng bí ngô tại một số xã của huyện Ân Thi như Hồ Tùng Mậu, Tiền Phong, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi đang bước vào vụ thu hoạch. Toàn huyện hiện có 350 ha bí đang và chuẩn bị cho thu hoạch. Cùng với cây ngô, đây là cây trồng vụ đông chủ lực tại huyện Ân Thi. Ưu điểm của cây bí ngô rất dễ trồng, dễ chăm sóc, tốn ít công, ít sâu bệnh, nhanh cho thu hoạch. Việc tiêu thụ rất thuận lợi, bà con không phải mang ra chợ bán mà thương lái đến tận ruộng thu mua. Hiện nay giá bán đầu vụ từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg, ước tính năng suất mỗi sào bí ngô cho thu từ 1,2 đến 1,5 tấn quả. Ngoài bán quả bí non, người trồng có thể tận thu bằng việc bấm tiền gọt lá để bán và quả bí ngô để già. Trừ chi phí, mỗi sào bí ngô cho thu lãi từ 3 triệu đến 4 triệu đồng một sào. Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 1 tháng 10 năm 2019, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thăm tặng hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9 năm 2019, số dư quỹ vì người nghèo các cấp là trên 15,7 tỷ đồng. Việc thực hiện chế độ báo cáo, kết quả thu chi quỹ vì người nghèo, công tác quản lý sử dụng quỹ đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân đã đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền trên 400 triệu đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 và hội thảo về phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, sau 3 năm thực hiện, phối hợp giữa các cấp các ngành trong tỉnh đã tổ chức trên 300 hội nghị tuyên truyền, 69 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường với trên 18.000 lượt người tham gia, đóng góp trên 4.000 ngày công thu gom rác thải và dọn vệ sinh môi trường, trồng chăm sóc trên 150.000 cây bóng mát, trên 250 km đường hoa, duy trì hoạt động hiệu quả của 915 tổ dọn vệ sinh môi trường tự quản, xây dựng phong trào ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh sạch đẹp ở nơi công cộng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Cũng trong hội nghị, các đại biểu tham gia hội thảo phòng chống rác thải nhựa với các nội dung như phát huy tốt hơn nữa tính phối hợp, tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức sử dụng nhiều hình ảnh, bài viết đưa tin trên nhiều kênh thông tin khác nhau để các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về môi trường và sự nguy hại của rác thải nhựa sử dụng một lần. Các cấp, các ngành, các địa phương đưa nội dung bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa vào chương trình hành động trọng tâm hàng năm. Nhiều hộ gia đình chung một số nhà trên địa bàn đường Điện Biên 2, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã tồn tại từ nhiều năm nay và đang gây ra bất cập cho các hộ dân. 17 hộ gia đình tại tuyến đường Điện Biên 2 hiện đang có địa chỉ chung một số nhà 279 và 4 hộ chung một số nhà 272. Theo phản ánh, trước đây các hộ này đều mua lại đất chợ. Mặc dù được cấp sổ đỏ, xây dựng nhà cửa và ổn định cuộc sống từ nhiều năm nay, nhưng số nhà vẫn chỉ được cấp chung. Sự việc trên tồn tại từ nhiều năm nay, người dân cũng đã phản ánh nhiều lần, song đến nay số nhà vẫn chưa được cấp cụ thể cho từng hộ, gây nhiều bất cập cho các hộ dân trong việc nhận thư bưu kiện, bưu phẩm hàng hóa, tiếp đón khách. Để các hộ yên tâm ổn định cuộc sống, chính quyền phường Quang Trung và đơn vị liên quan cần vào cuộc giải quyết sự việc trên, sớm cấp số nhà cho các hộ dân. Ngày 8 tháng 10, Tổ kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch số 93A ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép năm 2017 do đồng chí Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tại huyện Khoái Châu.
Đến nay, huyện Quế Châu mới cấp được 40.138 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, còn tồn đọng hơn 21.098 thửa đất. Giao đất trái thẩm quyền là trên 700 trường hợp, đã giải tỏa được 69 trên 657 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông là 377 trên 926 trường hợp. Vi phạm các công trình thủy lợi sau giải tỏa đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2019 còn tồn đọng 809 trường hợp. Việc xử lý giải tỏa các công trình vi phạm diễn ra rất chậm tại các xã thị trấn. Đoàn kiểm tra đã xuống thực địa tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến một số vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi chưa được giải tỏa, tiến độ giải quyết tồn tại chậm tại xã Tân Dân và xã Hồng Tiến. Đồng thời yêu cầu huyện cần có những giải pháp để thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng hợp các số liệu để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng xử lý. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý sau. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 3 xã của huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định. Cảnh báo nguy cơ dịch có thể tiếp tục bùng phát ở các địa phương lân cận. Bộ Y tế vừa có thông báo thu hồi 11 loại thuốc có chứa hoạt chất tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư khi sử dụng. Ninh Bình ngăn chặn các hành vi vi phạm lâm nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định có 11 xã thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm chết do dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên lại có 4 xã là Sao Thanh, Sao Thiện, Sao Hương và Sao Phong sau 30 ngày dịch tiếp tục tái phát. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Sao Thủy, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở trên 3.200 hộ chăn nuôi của 310 xóm tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tổng số lợn chết phải tiêu hủy hơn 19.400 con với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 946 tấn. Tổng số tiền hỗ trợ cho chủ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn toàn huyện là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1 đã cấp 17,7 tỷ đồng chi trả cho các hộ chăn nuôi và công tiêu hủy. Số còn lại tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi còn tiềm ẩn phức tạp, có thể tái bùng phát nếu không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sao Thủy đã hướng dẫn các địa phương và các hộ chăn nuôi có biện pháp chăn nuôi an toàn, làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Phát huy những lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, tiềm năng đất đai và các nguồn lực khác, Tiên Du sớm xác định lấy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề xác lập một trung tâm công nghiệp thương mại dịch vụ trong chuỗi đô thị lõi của tỉnh Bắc Ninh. Cùng với sự phát triển về công nghiệp hiện nay, Tiên Du còn có hơn 750 doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ, hàng trăm cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp ở các xã thị trấn, phát triển trên các lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, góp phần tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo việc làm cho trên 25.000 lao động, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Đến nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm 76,7%, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 43.600 tỷ đồng, riêng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt hơn 14.700 tỷ đồng. Tiên Du đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình cơ chế, chính sách ưu đãi cho đầu tư phát triển công nghiệp phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn ở từng giai đoạn. Nhờ vậy, các doanh nghiệp đều được ưu tiên trong tiếp cận nguồn lực đất đai, kết cấu hạ tầng, cấp điện nước, ưu đãi thuế, đào tạo nghề và tuyển dụng lao động, tiếp cận vốn, thông tin liên lạc nhằm đạt hiệu quả tốt nhất khi triển khai các dự án đầu tư công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đến thời điểm này, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương gieo trồng được hơn 1.500 ha sau mầu vụ đông, đạt xấp xỉ 50% kế hoạch 3.100 ha. Các loại rau chủ lực được gieo trồng nhiều như bắp cải, su hào, súp lơ, tập trung ở các vùng chuyên canh rau màu như Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Phạm Trấn, Hoàng Diệu, Gia Xuyên. Vụ đông năm nay có thêm 4 vùng chuyên canh rau mới, quy mô mỗi vùng từ 5 ha trở lên, nâng tổng số vùng sản xuất vụ đông được nhận hỗ trợ của tỉnh về giống, thuốc bảo vệ thực vật và có bao tiêu sản phẩm. Hiện nay, nông dân huyện Gia Lộc đang tích cực thu hoạch lúa mùa và đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi triển khai nghị quyết số 04 của tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển nền công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2020,
Đến nay, tỉnh Hà Nam đã thu hút được 363 dự án đầu tư. Tổng diện tích các khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng tăng lên trên 657 ha. Tính từ khi ban hành nghị quyết đến nay, Hà Nam đã thu hút được 363 dự án đầu tư và thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư 156 dự án với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là 1.687,5 triệu đô la Mỹ và 42.741,6 tỷ đồng. Tổng diện tích các khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng tăng lên 657,56 ha, từ 975 ha cuối năm 2015 lên 1.632,56 ha. Hoạt động đầu tư các dịch vụ hạ tầng như cấp điện, nước sạch, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, viễn thông tiếp tục được đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 70 dự án, trong đó có 33 dự án FDI và 37 dự án trong nước, thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư 39 dự án. Với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 309,2 triệu đô la Mỹ và 8.159,1 tỷ đồng. Riêng trong các khu công nghiệp đã thu hút cấp mới 39 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 242,4 triệu đô la Mỹ và 908,8 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư 28 dự án với tổng vốn đầu tư tăng 50,4 triệu đô la Mỹ và trên 1.000 tỷ đồng. Thực hiện thu hồi 7 dự án, trong đó có 6 dự án FDI và 1 dự án trong nước với tổng vốn 25,7 triệu đô la Mỹ và 21,8 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 22.158,5 tỷ đồng, đạt 80,9% dự toán. Trong đó, thu nội địa 17.530,9 tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng thu, đạt 82,9%. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách bằng văn bản cho 100% các doanh nghiệp đang hoạt động, qua đó giúp đơn vị chủ động tích cực thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Đây là yếu tố mang tính quyết định bảo đảm việc thực hiện dự toán vì phần lớn nguồn thu ngân sách là do doanh nghiệp đóng góp. Phối hợp với các ngành chức năng đưa ra giải pháp về cơ chế chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất. Riêng với các dự án như nhà máy ép dầu Dabaco, nhà máy sữa Tiên Sơn, công ty Hanaka, thời gian tới Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. Với mục tiêu duy trì vị trí xếp hạng DCI ở top 5 đơn vị dẫn đầu, nâng cao chất lượng bảo đảm tiến độ công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch cả về số lượng và số dự toán được giao. Tập trung vào các lĩnh vực như hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử, những doanh nghiệp còn rủi ro cao về thuế, kết hợp với kiểm tra sau hoàn thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nhà nước về thuế của doanh nghiệp, qua đó phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngân sách đến cuối năm 2019. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hội Nông dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tổ chức hội thi Nông dân bảo vệ môi trường. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10. Ba đội đến từ các xã Hoàng Tây, Nhật Tân, Văn Xá được tuyển chọn qua vòng thi cấp cụm, đã trải qua các phần thi, lời chào nông dân, thi trắc nghiệm và thi tài năng. Với sự kết hợp khéo léo, vận dụng sáng tạo giữa lý thuyết với thực tiễn, các thí sinh đã trình bày tốt phần thi của mình, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về công tác bảo vệ môi trường, cách phân loại rác, hạn chế sử dụng túi ni lông, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững tại các địa phương. Hội thi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm thu hút tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, là cơ hội để các hội viên nông dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối đoàn kết, đưa hoạt động hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Nhật Tân, giải nhì cho đội xã Hoàng Tây và giải ba cho xã Văn Xá. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương vừa tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật năm học 2019-2020. Tham gia cuộc thi có 17 trường trung học cơ sở với 19 sản phẩm ở 3 lĩnh vực: vật lý, kỹ thuật, điện tử, hóa học, sinh học môi trường, khoa học xã hội và hành vi. Tại cuộc thi, các đội trình bày nội dung đề tài và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Cuộc thi năm nay nhiều dự án có tính mới, có sự đầu tư khá công phu, sáng tạo, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Qua cuộc thi, học sinh các trường có dịp giao lưu, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và trao đổi phương pháp học tập rèn luyện, cũng như kinh nghiệm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng các kỹ năng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, tạo động lực đam mê nghiên cứu và phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn.
Tỉnh đoàn Nam Định vừa tổ chức ngày hội Tuổi trẻ Nam Định với an toàn giao thông năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả và nhận thức cho đoàn viên thanh niên về văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Nằm trong chương trình công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, kế hoạch hành động của Ban An toàn Giao thông tỉnh về năm an toàn giao thông 2019. Tại ngày hội Tuổi trẻ Nam Định với an toàn giao thông năm 2019, tỉnh đoàn Nam Định đã kêu gọi các đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, thể hiện trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng thực hiện các hành vi đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng đã được truyền đạt, tập huấn những kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Cũng tại ngày hội Tuổi trẻ Nam Định với an toàn giao thông năm 2019, tỉnh đoàn Nam Định phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề nâng cao trách nhiệm người thực thi công vụ và ý thức người tham gia giao thông, thể hiện sự quyết tâm, tính xung kích của tuổi trẻ trong việc góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có thông báo thu hồi 11 loại thuốc chứa hoạt chất Reatiirin, store có chứa tạp chất NDMA có nguy cơ gây ung thư ở hàm lượng vượt quá mức cho phép quốc tế. Reatiirin là thành phần chính trong các thuốc chữa dạ dày và ruột. 11 thuốc thu hồi có hàm lượng Reatiirin 150mg trên 10ml, 150mg trên 25ml và loại 150mg đang hiện trên màn hình, có xuất xứ từ Ấn Độ, Tây Ban Nha, Italia, Anh, Thái Lan, Malaysia. Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty nhập khẩu thuốc phối hợp với nhà phân phối thuốc thông báo thu hồi và thu hồi tất cả các lô thuốc thành phẩm tới các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng thuốc. Nhằm tăng cường ngăn chặn các hành vi vi phạm lĩnh vực lâm sản, ngày 25 tháng 4 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 vừa qua. Để nghị định đi vào cuộc sống, hạt kiểm lâm liên huyện Hoa Lư, Tà Viễn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là về việc xâm hại tài nguyên, lấn chiếm đất rừng, không để xảy ra tình trạng săn bắt các loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Phản ánh của phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình. Theo Nghị định 35 của Chính phủ quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính cao nhất trong lĩnh vực lâm nghiệp, đối với cá nhân là 500 triệu đồng, tổ chức là 1 tỷ đồng và các mức phạt cụ thể với hành vi khai thác trái pháp luật rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Thời gian qua, hạt kiểm lâm liên huyện Hoa Lư, Gia Viễn đã phối hợp với chính quyền các địa phương có rừng, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học, chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phân công kiểm lâm địa bàn tuần tra, phát hiện và kịp thời xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Chúng tôi có 5 thôn, thì khu vực thôn Hải Nham là cái vùng lõi là đặc biệt. Thế còn các cái thôn khác thì cũng có vùng lõi và nó gắn liền với cái xen canh với cái vùng đệm. Thì cái này chúng tôi là tiếp tục là sẽ một là tập trung để quản lý, hai nữa là cũng thường xuyên để tuyên truyền cho các đặc biệt các cái hộ mà hiện nay đã xây dựng cái mô hình homestay ở giáp ranh với cái khu vực rừng đặc dụng cũng như là rừng vùng lõi, chúng giao cho trưởng thôn, đặc biệt là các cái hộ mà nhận khoán trông khoanh nuôi bảo vệ để thường xuyên đi kiểm tra tuần tra. Kiểm tra phát hiện những cái trường hợp mà vi phạm thì để có các cái biện pháp để xử lý. Cùng với lực lượng kiểm lâm, hiện nay người dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học ở các khu rừng đặc dụng, thông báo ngay đến lực lượng chức năng nếu phát hiện các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi xâm lấn đất rừng, săn bắt động vật trái phép để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Từ khi là dân Đá Hàn phát triển lên mà được cái sự quan tâm của các lãnh đạo là đã đưa cái mô hình là du lịch về Gia Vân và lên đến đất Gia Hòa này là nói chung là dân người ta chấp hành rất tốt. Và kể cả từ cái con vọc nó cứ nhảy qua chỗ cửa luồn đây hang bầy đấy, nhưng mà dân đi qua người ta chỉ đứng xem thôi. Nhiều người ta rất thích thú. Thế còn cái đánh bắt thì bây giờ hầu như là không có nữa. Với việc đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền của lực lượng kiểm lâm đã giúp hai khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Hoa Lư, Gia Viễn duy trì độ che phủ, giữ được giá trị đa dạng của sinh học, bảo vệ môi trường bền vững cũng như góp phần thúc đẩy ngành kinh tế du lịch địa phương phát triển.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.